Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhân Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly rất là khủng của hãng Maxintosh, có model là MA9000. Nói đến dòng âm ly Maxintosh thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là một trong cái thương hiệu rất là lớn được sản xuất tại Mỹ và ở Việt Nam được rất nhiều các audiophile ưa chuộng cái mẫu âm ly Maxintosh này. Dòng âm ly Maxintosh này thì thiết kế với cái vẻ bề ngoài rất là đồ sộ và cho luôn luôn cho cái công suất rất là khủng và ghép được tốt rất nhiều các dòng loa. Dòng âm ly Maxintosh thì là hãng con 9000 này, như 7000, 8000, 9000 là hãng luôn luôn sử dụng làm hai tai sách hai bên và chính giữa là đồng hồ VU vẩy theo tín hiệu nhạc. Và đây nó là cái độc quyền riêng của hãng, là hãng luôn luôn làm thiết kế mặt kính đó, mặt kính này. Tất cả những dòng âm ly Maxintosh thì hãng luôn luôn làm cái mặt kính. Và chính giữa còn sử dụng một dàn equalizer, chỉnh equalizer như bass, trung tép, chỉnh và đường input này và volume. Đó, các bác đã biết rồi. Và bên dưới là hiển thị các đường input vào là cũng như phần trăm âm lượng này. Đó, đây. Đấy, còn là đang chỉnh âm lượng này. Và ngoài ra bên trong chiếc núm input này còn một cái chế độ nữa là các bác ấn vào này. Ấn vào và bên này nó có thể chỉnh ba lăng này. Đó. Đấy, rất là nhiều cái chức năng mà các bác chưa khám phá được. Và hôm nay em sẽ giới thiệu thêm để các bác cùng trải nghiệm. Đấy. Và dòng âm ly Maxintosh thì đây là một trong cái thương hiệu cực kỳ lớn nhất từ trước đến nay. Và dòng Maxintosh này thì là nó có rất nhiều các model. Đấy. Và con 9000 này về trong tình trạng là hàng còn nguyên thùng xốp các bác nhá. Nguyên thùng xốp và đầy đủ khiển. Đây, khiển này. Đấy, khiển rất mới luôn các bác nhá, khiển cũng như dây nguồn. Máy bao zin bao đẹp cho các bác luôn. Và bây giờ em sẽ đi quay giới thiệu thêm và sâu hơn để các bác cùng trải nghiệm cái máy của con Maxintosh MA9000 này, xem ở cái mức độ khủng như thế nào. Vâng, đây là cái phần trên của chiếc âm ly Maxintosh MA9000. Đấy, các bác có nhìn thấy không? Cái ruột máy thì rất là kinh khủng luôn. Dòng âm ly Maxintosh này luôn luôn sử dụng 3 chiếc nguồn. Chính giữa đó là cái nguồn chính này, nguồn điện, và hai bên nó là hai nguồn xuất âm. Và dòng âm ly Maxintosh MA9000 này là cho ra công suất thực tế mỗi bên nó là 300W một kênh. Đó, các bác, rất là khủng luôn, 300W một kênh. Và con máy này rất là mới luôn các bác nhá. Rất là mới luôn. Bởi vì con này nó nặng quá nên thành ra là em không thể cho lên vào cái bàn quay để quay cho các bác được, nên là thôi em đặt tạm vào vị trí thôi. Và dòng âm ly Maxintosh này thì luôn luôn có các cầu chế độ ôm, chỉnh chế độ ôm từ 2 ohm đến 8 ohm nhé. Đấy, từ 2 ohm đến 8 ohm và có các đường. Ngoài ra dòng Maxintosh MA9000 này là có đầy đủ tất cả các đường như RCA hay là ba lăng. Đấy, chữ Maxintosh dập luôn lên trên cầu loa các bác nhìn thấy không? Rất là mới nhá. Bởi vì là con này nó to quá thành ra là em không quay được nên các bác thông cảm. Đấy, vàng rất vàng chóe luôn. Và dòng Maxintosh MA9000 này nè, là hãng đang thiết kế tích hợp cả giải mã DAC. Các bác có thể kết nối và các bác dùng tín hiệu từ trên này YouTube xuống thì có thể giải mã qua chiếc âm ly này để cho các bác nghe được nhạc nó đa dạng hơn. Đó. Chiếc âm ly này thì này như gần như mới cứng rồi. Và giá em đang bán với giá là 200 triệu các bác nhá. 200 triệu cho một chiếc âm ly Maxintosh đỉnh cao này. Và em đang giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn là một đôi loa của hãng cũng JBL đến từ Mỹ, đó là cân đôi 4430 Studio Monitor. Đây là một trong những cái dòng loa tai voi rất là to, rất là khủng và giá cực kỳ là ngon luôn, giá cực kỳ là tốt luôn. Đôi loa to khủng như này mà giá chỉ có 56 triệu thôi nhá. Giá rất là ngon luôn cho các bác, 56 triệu cho một đôi loa 4430 tai voi này. Và loa sử dụng ở một bát 40 cm.
Đó, coi nhìn đây, một bát 40 cm. Giá cực kỳ ngon cho bác luôn. Loa thì loa đẹp xuất sắc và bao zin cho các bác luôn. Đó. Và bây giờ em sẽ test một bài nhạc mời các bác cùng trải nghiệm với chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Cho đơn đau hàn sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta, rơi vào theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Rồi xa, có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về quên mất câu thề, bỏ lại đây tình ta còn đang gió xa. Đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tiếng chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh giờ thầm chế trong em. Ta vẫn mong chờ, chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Giờ thầm chết.